Xin chào tất cả các bạn đã đến Việt Nam. Tôi có 10 đặc sản Quảng Trị, một cháo vạc dường, hai bún hến mai sáp, ba bánh ướt phương lang, 4 rau liệt giò ăn, 5 thịt trâu lá chương, 6 mít thấu, 7 bánh đúc rau câu, 8 bánh tu huyết Quảng Trị, 9 bánh bột lọc, 10 bánh ý lá gai. Mình đã giới thiệu cho các bạn 10 món đặc biệt khi đến Quảng Trị nhất định các bạn phải thử nhé. Bạn thích nhất món nào hoặc còn món nào khác thì hãy bình luận cho mình và các bạn biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.